đời sống chợ đêm hai câu. Xin chào cả nhà, bữa nay mình tiếp tục xuống doanh nghiệp Ngọc Tâm chia sẻ cho cả nhà xem anh em làm công đoàn như thế nào đó nghe cả nhà. Đây cho thằng Phan Lúa. Hello, xin chào bạn Hiền. Bây giờ cháu cà lan luôn. Bữa nay tôi sẵn chút gạo luôn. Bữa tôi sẵn con này tôi sẵn gạo lúa. Cháu cà lan. Cái này tấp nằm quá, tấp nằm luôn. Nhà máy cái này cứ ngắt luôn, từ trong tới ngoài. Gạo hình như cái này nghe nói chưa sức được. Bữa nay Tú đợi có chuyện ăn đó rồi. Có tiền nuôi vợ nó rồi. Nuôi vợ đẻ nó rồi. Kia bên kia sẽ lấy nữa. Hồi lấy thầy ra này xuống nghe kia. Mới nghe tôi trưởng nói vậy á. Hết thì gạo rồi, 5,000 mấy. 5,000 mấy là chạy 200 mấy chục tấn. Trời đang đổ chuyển mưa đó rồi. Bước này hạ lưới có nè. Mọi người ăn bánh kem của cái này nè. Đó đi. Chiều gà nó lùi nới dưới nữa. Cháu nói với nó được vậy. Nghe này hỏi còn lôi nữa xuống nữa. Thank you.
giờ công nhân lên uống cà phê nghỉ giải lao, hút thuốc tiếp tục. Bây giờ cái nữa không còn hả? Cà phê này rẻ nha. 6.000 ca. Cà phê cho công nhân uống bình dân. Công nhân lưỡng cà phê đầy đủ hết nha, đầy đủ mặt cơ quan hối phê chúng tiếp tục. Bữa nay uống sữa đó trời. Nói sao rồi được uống sữa hả? Bạn nè, mượn vậy nè. Nè, 3.3 nè. Đó. Lấy sữa đâu? Đưa ngàn đây. Thối rồi. Hả? Đây chú ghe sắt, cho thầy chú ghe ghe chạy cộng thông 25 28 0 28 0 cũng đúng đội như chuyên cao cổ ghe quá chuẩn luôn. Đội bắt ghe quá chuẩn luôn à, nè. Kinh nghiệm lò mướn 27 năm sáng giờ cây gạo này chúng là hết rồi mà lỡ đến chú cây gạo trong nữa xuống dưới Thà Lan này cây gạo trong cậu lộ chở nữa. Người cháu nhà Lan cháu hôm nay đi rồi còn ở đây cũng này nữa rồi. Rồi chốc chợ đêm hay không? Rồi chốc chợ đêm hay không? Rồi chốc chợ đêm không? Rồi chốc chợ đêm hay không? Rồi chốc chợ đêm hay không? Rồi ra chợ bấm vô đăng ký lụm. Dạ tất cả các bạn nha. Lái chim gì không? Vậy? Lái chim cái gì? Không có. Bạn chạy vô lấy gạo quá chán luôn. Thank you.
vào còn xuống chiếc xà lan xuống qua đây chắc 10 giờ đêm. Bây giờ sáng xuống tới 10 giờ tối luôn. Ở đây anh còn chú đẩy cái ghe này còn xuống thêm chiếc xà lan này nữa nghe cái nha. Tiếng mưa luôn. Đây, sống chợ đêm hai câu bao nhiêu cũng được nghe cả nhà. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ và nhà này hạnh phúc, làm ăn phát đạt phát tài. Kết clip ở đây xin tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại clip sau. Tạm biệt cả nhà.